của bác Cường đề ra đề xuất đây. Sau vụ bom nổ tại hội đồng thị xã Westminster, mới tìm hiểu vì sao mà xui vậy. Có lẽ là phong thủy. Tại bất chấp khoa phong thủy xây con lươn, tức là cái mà để chia cái con đường ra làm hai đó, chia đôi đại lộ Bôn Sa, mất vẻ hoành tráng của thủ đô trị nạn. Pháp đâu có xây con lươn chia đôi đường Avenue de Champs Elysées, tức là cái điện Thái Hoàng đó, Champs Elysées đó, đó, thì làm sao mà có diễn hành? Đấy, cái mình gọi là cái điện Khải Hoàn đấy. Cái Champs-Élysées là con đường lớn nhất của Paris. Yeah. À, con đường lớn nhất của Paris, thì và ở trên đó cái cổng và ở trên đó là để diễn hành. Yeah, vâng. À, thế thì thành ra đó, mà trước khi có con lươn này thì cộng đồng mình đã diễn hành Tết đàng hoàng rồi, mà không biết làm sao là tự dưng là nó đem nó xây cái con lươn đó, nó lấy lý do rằng thì là xe cộ có thể đụng nhau cái gì đó. Yeah. Mà nó có một cái mà cái bọn này nó bất chấp cái phong thủy là cái con lươn đó, đó thì nó lại trồng cái cây chuối. Cái cây chuối mà chuối là nó chuối nhủi nữa hả? Không, cây chuối là gió thì rách tả tơi. Các cụ ta nói rằng thì là chuối thì phải trồng đằng sau, câu thì mới trồng đằng trước. Tôi thấy rằng thì là cái hội đồng thị xã này có thể được ai xui khôn xui dại mà cái con đường này nó ếm. Tôi không dám nói, nhưng mà đã bao nhiêu lần trong lịch sử Việt Nam là nó đã cho những các cái thầy địa lý đó để mà tới ếm cái dân tộc bên cạnh. Thành ra cái hội đồng thị xã này tôi nghĩ rằng thì là nên tìm xem cái nguyên nhân nào và nên xét lại. Mình cũng không nói rằng thì là quý vị ấy ngu hay là quý vị ăn tiền hay là quý vị bởi vì rằng thì là quý vị ấy xây cái con lươn này và rồi thì là quý vị ấy làm gì? Quý vị ấy dựng kể cả một dãy cột điện đẹp lắm. Cột điện nghĩa là thực chất là vâng đại loại cổ mà cột điện cổ đó. Vâng, cột điện cổ xong rồi thì là nó lại cái xui nữa, lại có mấy cái mà cái nó gọi là cái phướn đó. Cái phướn kiếm tiền đó bác. Vâng, thì kiếm tiền thì nó là chuyện nhỏ. Cái kia thì nhiều tiền, cái cột thì nhiều tiền, cái phướn này đó thì mình lại thấy rằng thì là nó có một cây đèn cầy. Yeah. Ở giữa những các cái Khải Hoàn. Yeah. Cái mà gọi là cái cây để cắm mấy cờ không, cái cây chiến thắng đó gọi. Yeah. Là cái vòng hoa. Đấy, chiến thắng là cái vòng hoa chiến thắng đó, nhưng mà nó nhìn nó giống như là vòng hoa tang. Vâng, đấy thành ra đấy. Cây phướng nó mới có nhiều trong các cái đám tang. Thành ra đó mình nhìn nó chọn cái màu sắc, lại chọn cái cây đèn cầy mà cái màu sắc nó trông nó buồn quá đi. Tôi thấy rằng đây là một điểm xui. Đây là một điểm xui. Nó xui rồi. Nhưng mà cái điểm chui là như này nữa này bác. Thí dụ như là ngày Christmas á, thì thành phố nó treo những cái vòng hoa mà của Christmas, nó màu xanh, nó biểu tượng cho Christmas, để có cái nơ đỏ thì nó khác. Mà ngày 30 tháng 4 các ông này đó, thì lúc bình thường nó lại không treo cái đó, nó lại treo cái khác. 30 tháng 4 các ông đi cấm cái cờ Việt Nam, xong lại cột thêm một cái nơ màu đen vào trong cái cán cờ. Nó ý nghĩa nó là cái gì? Nó là cái Việt Nam Cộng Hòa để tang. Anh để tang Việt Nam Cộng Hòa, nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa chết rồi còn gì nữa. Nhưng mà bác Cường nói rất đúng, là tại sao lại bao nhiêu thứ cây không để mà để cây chuối? Chuối nó bẻ. Đúng rồi, rõ thổi nó rách lên tung. Tại sao mà ông Du Miên đòi trồng cây ông đà, anh đào và xin được 30 cây anh đào để có chồng lên xong rồi chết, lý do tại sao chết? Vì làm cái tượng Đức Thánh Trần đó. Không, nó không phải. Không phải. Thưa cái câu chuyện là nó
cái con đường buôn xa này là con đường thương mại, con đường buôn bán. Đấy. Chứ không phải là con đường ở trên Đà Lạt. Đấy. Mấy cái thằng này nó không có văn hóa. Nó không có văn hóa. Dân đúng mắt. Ở trên Las Vegas, mặc dù kinh đô ánh sáng, tất cả đèn đuốc này kia rất là hiện đại. Đấy. Cả kể cả đèn đèn mà hấp thụ năng lượng mặt trời này kia rất hiện đại, nhưng mà trong ở chỗ bên cái gọi là old fashion của Fremont á, thì nó có một con đường, nó vẫn làm những cái cột giống như là cột đèn ở đây, nó làm cái kiểu mà giống như là kiểu mà cổ vậy đó. Hoặc là chúng ta đi qua bên Ý hoặc là Venice, những thấy những cái thành phố của Ý, của Áo này kia, họ có những cái cột đèn đó. Ở trong đây Bắc Cương nói đây là cái cơ sở thương mại, nó đường ấy chống bốc như vậy mà tự nhiên để mấy cái cột điện nó để làm cái gì? Cái cột điện đó là dân trả tiền mà nghĩ ra. Đấy. Điện điện đó là đang đúc mua mà không có năng lượng mặt trời nhé, không dùng bằng năng lượng mặt trời, chết luôn, nó tiền điện chết luôn. Điện trên đất mà. Nhưng mà tại sao những cái cây có thiếu gì cây để mà Bắc Cương nói rất là khi mà trời mà bị bão thì gió cái là làm mấy cái lá chuối nó rất tả trời, nó bay, nó giống như là người dân nông dân mà hay là mặc áo rách mà đi cày, nhất là trời mùa đông này. Đó là những cái dấu hiệu thoái hóa của cộng đồng mà cộng đồng không nhìn ra. Bây giờ cũng vậy, mình đi diễn hành rất là khổ. Ngày xưa đi thoải mái giữa đường, bây giờ là đi một bên. À, chúng tôi mới tìm ra được một cái xe của ông Phát Bùi. Ông Phát Bùi mướn một cái chiếc xe mà tôi biết mướn ở đâu nữa. Chiếc xe này sẽ được, tôi chụp hình được rồi. Sẽ kéo chiếc tàu Hoàng Sa. Tàu Hoàng Sa nhưng mà kéo để chạy trên diễn hành Tết. HQ10. HQ10. Chúng tôi sẽ nói về ngày 19 tháng Giêng kỷ niệm Hoàng Sa, chúng tôi sẽ nói về tuần tới thứ ba này, chúng tôi sẽ nói chuyện tại sao phải mất Hoàng Sa. Nhưng mà thì Bác Cường nói nha, rất là đúng. Thế bây giờ những cái cột điện nó đẹp, nó cổ kính, nhưng mà nó không hợp với lại cái con đường đó, tại vì nó không có một cái cây nào hết, cả hai bên đường dọc, hai bên đường trống hết. Nó phải có cây như ở Việt Nam, cây to bóng mát trong mình để những cái đó, nó mới ra những cái sự, nó tăng lên cái sự cổ kính được. Còn đây một con đường hiện đại dọc hai bên đường, cái là cây đốn hết, không có một cái cây nào hết. Cái đèn đó là để dành cho điện việc xây ở bên Pháp. Đúng rồi. Mày nhìn thấy con đường Nguyễn Huệ, con đường Lê Lợi của mình ở Sài Gòn đấy. Thì đâu có cái họ đâu có đâu mà vẫn đẹp như thế. Con đường Nguyễn Huệ giờ đẹp lắm bác ơi. Bác Cường đi về đi. Tôi có đề nghị với lại Ủy ban Người Việt đó, có mời chúng tôi, nhà báo chúng tôi là 18 tháng Giêng là đi về để đi tham quan một số các địa điểm ở miền Trung, miền Bắc và miền Nam.